Xin kính chào quý vị và các bạn yêu mến bộ môn tranh sơn dầu. Hôm nay em đi lên Tây Nguyên giới thiệu cả nhà một cái bộ tranh vẽ chuyên chế túc của người ở đây trên cao nguyên Lộng Gió, rất là xinh đẹp nha cả nhà. Chiếc chế túc này ngày xưa là đổi phải tầm 80 trâu đó, rất là xịn sò. Cái này là được sản xuất ở lò Bình Định, gốm cổ Hòa Sành, Vijaya, thế kỷ thứ 11-15, nhiều trong năm rồi các nhà, rất là đẹp. Đây là mình là đặt hàng họ sĩ nghệ nhân trẻ tuổi rất tài năng trên cao nguyên Lộng Gió, chàng hai tên là Ibiu. Đây là một chiếc chế mà nhà sưu tập lên Tây Nguyên đã vẽ lại. Cảm ơn họa sĩ rất là nhiều. Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà một cái bức tranh mà mình rất ưng ý. Chiều cao nó tầm là khoảng 1, 2, 3, 4, cao khoảng tầm 90 cho cả nhà. 1, 2, 3, 90, 80, rất xinh đẹp. Đây là một cái vòng chuỗi hộ pháp. Đó. Đây là cái hoa văn tên chế. Đây là một cái con rồng, rồng chanh và rồng ngựa chờ mưa. Này là gọi là men lửng nha các bạn nha, gọi là men lửng này. Rất là đẹp, bụng to cổ nhỏ là phồng sực, thu hút tài lộc, làm như là cho gia chủ được hưng thịnh phát tài phát lộc. Đây là thổ cẩm của người đồng bào ID nhân dịp Noel sắp đến. Em Huy đi lên Tây Nguyên cầu chúc cho đại gia đình mình sức khỏe, bình an, ấm áp và an lành. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.